Như Huỳnh mến chào quý khách. Trời ơi quý khách ơi, hôm nay quá trời đã luôn. Đây là cái dòng mai cúc lai đọt xanh, nó nở nè, nó nở quá chừng nở luôn cả nhà. Đây ha, thì cái phồn hoa nó sáng trưng ha, nó to ha và rất là đẹp luôn. Cái dòng này cũng là một cái dòng cúc mạnh cả nhà. Nó ra cái đọt nó đậm nha, nó đậm ha, rất là đậm như thế này luôn, xanh rì luôn cả nhà. Và rồi cây bên em Huỳnh bây giờ cao khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc ha. Em sẽ lựa những cái cây rất là tốt cho cả nhà mình. Thì cây là 100 ngàn một cây ha. 4 cây em bao ship, 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đây quý khách nhìn thấy nè, đó, nó đi cái tuột nè, nó đi hai ba cái cơ đọt lên nữa rồi, rất là khỏe luôn và mặt hoa thì cực kỳ ok. Giới thiệu quý khách đây chính là cúc không nhị của Hoàng Huyết Long nha. Trời ơi, tới công chuyện luôn cả nhà ơi, hoa của nó đẹp quá trời luôn, mê tít luôn cả nhà. Và hoa vòng hoa, dòng hoa này là nó sáng trưng như thế này luôn, nó không có nhị ha, và nó vung nhìn nó đẹp lắm luôn cả nhà. Và cái loại này á thì nó sáng hoài luôn như thế này nè, tới khi nó rụng nó còn sáng như vậy luôn á cả nhà. Thì cái loại này em bán chỉ có 70.000 thôi, cây cao giờ khoảng cỡ 5 tấc, về mình lấy bo được á, tầm cả chục bo luôn nha cả nhà. Đây ha, là cái chột để cho mình lấy bo được rất là nhiều nha các quý khách. Rồi quấn đế đẹp ha, đó là so quái đủ kiểu. Đây không nhị Hoàng Huyết Long. Rồi bên này thì Quỳnh có hoa hồng Thanh Tú cả nhà. Hoa hồng Thanh Tú cả nhà thấy là cái đọt của nó rất là đỏ như thế này đây đó, nó đỏ đậm ha. Hoa thì cái phơm hoa như bông hồng luôn, cái phơm hoa rất là đẹp nha quý khách. Cây nó lớn đủ sức thì cái bông nó rất là dễ thương. Rồi em có hai mẫu ha, một mẫu thì em bán là 100.000 một cây. Đây 100.000 cây, cây cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi 4 tấc. Thì cái loại này á em ghép có quái không nè. Đó quý khách ha, rất là đẹp nha. Này các kiểu như thế này. Đó 100.000 một cây, 3 cây bao ship 10 tặng 1. Rồi bên này em có loại 125. Thì cái chọc bo này nó to hơn tí xíu. Đó cũng ghép gốc quấn rễ rất là quái luôn nha. 125 4 cây, 3 cây em cũng bao ship. Đây ha. Và Quỳnh giới thiệu tiếp với cả nhà mình một loại nữa, đó chính là bạch mai tân tân, bạch mai đọt hồng và kem bạch kim. Thì cái bạch mai tân tân đây, nó chiều cao cũng khoảng cỡ 18cm cho đến 20. Đó, lá cẩm thạch ha. Nó đi cái lá già nó màu xanh nha quý khách. Loại này 90.000 một cây, hoa màu trắng, bạch mai tân tân. Đó, cái đọt nó cũng hồng hồng nè, cẩm thạch đủ màu ha. Rồi, và đặc biệt đối với bạch mai đọt hồng thì cái đọt nó đậm ha, cái màu hồng đậm nha quý khách, hồng đậm. Đó, loại này em bán 125.000 một cây, 3 cây em bao ship 10 tặng 1. Rồi em có cái dòng là kem bạch kim luôn, lá cẩm thạch mà hoa thì hoa nó màu kem. Đây thì mẫu này em bán 150.000 cây nha, 3 cây em bao ship 10 tặng 1. Rồi bên này em có phú tân luôn, phú tân hoa phú tân đẹp ha, phơm tròn. Và loại này thì em bán 70.000 một cây, 4 cây em bao ship. Với lại phú tân này chịu lạnh rất là tốt nha cả nhà. Đây dạo phú tân ha, cao khoảng 3 tấc rưỡi. Bên này mình có nu xù luôn, nu xù là ghép chỗ nào nu ra chỗ đó ha. Cái nu xù này thì đây nó nu ra như này cả nhà. Nu xù này khoảng cao khoảng cỡ 3 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Đó, lá nó xù nè, mắt ghép nó nu để tạo hiệu quả cho cây ha. Loại này 80.000 một cây, 4 cây em cũng bao ship. Rồi bên này siêu bông Sài Gòn nha quý khách. Siêu bông Sài Gòn cái giống đang rất là hot luôn, và cái dòng bông to. Mẫu này em bán là 125.000 một cây ha. 3 cây, 4 cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển tinh. 4 cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển tinh thôi cho mình. Đây, đế rất là đẹp ha, siêu bông Sài Gòn. Đó, đế đủ lực để mà mình để cho cái cây nó tốt, nó khỏe nha cả nhà. Rồi giới thiệu quý khách đây chính là dòng mai hoàng hậu nha. Trời ơi, nó dài hùng hột luôn, nó dài khủng khiếp luôn cả nhà, cao 4-5 tấc luôn ha. Hôm nay lấy bo thoải mái luôn nha, chị cũng chỉ có 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1 ha. Hoàng hậu. Rồi dảo cam, màu cam cà gót, cây cao khoảng cỡ 3 tấc. Em dựng ngọn lên rồi và em ghép cái gốc nè, kền kền luôn nha quý khách. Đó, cái gốc là cỡ như ngón cái em Huỳnh luôn nè. Đó, có cây thì cũng cỡ như ngón áp út ha. Đây cả nhà xem. Rồi đó này, về mình lấy bo được nha. Cây như thế này chỉ có 70.000 một cây luôn, dảo cam màu cam cà gót. Và 4 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ha, 10 cây thì em sẽ tặng quý khách là một cây. Đó, cái này là em thấy là bây giờ quý khách có thể lấy bo được rồi.
Đó, giảo cam ha. Trời ơi, có mấy góc đẹp quá cả nhà. Giảo cam, màu cam cà gót. Cả nhà mình một cái loại cúc thọ hương, hoa thơm. Và cái loại này thì đa số là bông chùm nha cả nhà. Rồi, ở đây hôm nay nào Quỳnh bắt gặp một cái bông ha. Tại thời điểm này thì em đôn nó ra chia cành nhánh rồi, nên thành ra nó ít, mọi người sẽ ít thấy hoa. Và rồi đặc biệt đối với cái lô này á, là uống lắc lượn, uống hế hình dáng lông đó, giống như hình chữ ếch vậy cả nhà. Và cái lô mai này thì tất cả các cái chi cành nè, nó ra rất là đều luôn cả nhà. Chiều cao tầm khoảng cỡ 4 tấc trở lại. Rồi các cái gốc em ghép gốc kền kền không luôn. Và đặc biệt đây chính là cái lô mai gốc nhớt mà to. Thì đối với gốc nhớt, một thời gian chúng ta trồng cái chỗ này là nó sẽ liền cốt. Nó liền cốt như là cây zin luôn. À, khi mà nó liền cốt rồi thì nó giống thật như là cây zin luôn, cây cúc thọ hương nữa. À, nên là thành ra là quý khách thấy cái loại này là rất là ok, bởi vì nó sẽ liền cốt nha cả nhà. Thì cái loại này là em ghép gốc nhất to nữa, nó khỏe nữa. Rồi cây như thế này chỉ có là 165.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây thì em tặng quý khách một cây. À, và rồi thì hình thức chúng ta trồng đắp mô hay là chúng ta trồng chậu gì cũng rất là ok. À, cái lô này mình đang trồng ở trong cái chậu là C7 ha. Về quý khách mình trồng hơn cái chậu là lớn hơn tí xíu thì cây nó sẽ mau phát triển. Và rồi thì nếu chúng ta lấy bo thì chúng ta lấy cũng được nhiều bo cả nhà. Tạm chục mười mấy bo là khỏe ha. Rồi cây thì em thấy là nó sinh trưởng rất là tốt luôn. Đó quý khách, đó chính là giảo siêu nụ nha. Thì cái dòng giảo siêu nụ này á, là hoa của nó nhặt mắt, nụ của nó nhiều từ ngay chỗ cái mí ghép dài lên tới trên ngọn luôn. Đó, rất là nhiều nụ, phải nói là nụ là đặc rật hết luôn quý khách. Và thời điểm cái cây này của bên Quỳnh bây giờ nó ra chi cành nhánh rồi, nó ra đủ tàn rồi cả nhà. Và nó cao khoảng cỡ 4 tấc ha. Quý khách thấy nè, đó, cỡ yếu 4 tấc đến 5 tấc. Và chúng ta trồng những cái cây này rất là ok luôn, đế đẹp nha cả nhà, đế rất là đẹp. Rồi mà mẫu như thế này là 101 một cây, 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây thì em cũng tặng một ha. Cả nhà thấy nè, mọi người lấy bo được vi vu luôn. Và đế nè, vô cùng đẹp. Cái chọt bo chỗ này là nó cỡ như nhỏ hơn cái đầu đũa ăn, bằng đầu đũa ăn tí xíu. Và quả thật là cây nó cứng cáp vô cùng luôn nha cả nhà. À, và nó thích hợp với mọi vùng miền luôn. Đó. Rồi đây chính là giảo siêu nụ ha. 101 một cây, 4 cây bao ship 10 tặng 1. Bên này quý khách, bên này em có cái lô này tính chính là cái lô xoắn. Lô mai giảo tự xoắn mà em ghép cái gốc tứ quý ha. Thì đối với cái mai mà ghép gốc tứ quý là cây rất là khỏe nha. Thì cái mẫu này em bán 100.000 cây, 3 cây em bao ship 10 em tặng 1 ha. Và cái loại này thì em thấy là bây giờ nó cũng cứng cáp rồi. Đó. Mọi người nhìn ha, nó khá khỏe rồi nha. Gốc tứ quý. Rồi bên đây. Bên đây em có loại 80.000 nữa nha. 80.000 thì em ghép cái gốc nó nhỏ nhỏ tí mà bây giờ nó cũng ra cái bo dài dài rồi. Mình lấy được bo ha. Đó, loại này 80, 4 cây em bao ship 10 tặng 1 nha. Rồi quý khách ơi. Nha. Bên này chính là cái cúc thọ hương. Mà họ hương này, họ hương nhỏ thì cái loại này á cả nhà, em cho quý khách xem nè. Loại này em bán 80.000 một cây. Và nếu như mọi người thích trồng từ từ. À, đây hoa của nó đây ha. Thì em có cái lô này cũng 80.000 ha, 80.000 thì 4 cây em cũng bao ship, lấy bo được, trồng đất được nha, cũng cứng cáp rồi, cũng khoảng 4 tấc. Nhưng mà đương nhiên là cái gốc và cái chột nó phải nhỏ hơn 165 nhiều nha cả nhà. À, cả nhà nhìn qua màn hình cũng thấy ha. Rồi mẫu này em bán 80.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1 và số lượng nó cũng khoảng tầm là 400 cây thôi cả nhà. Đây ha. Đó, mình lấy bo được cũng nhiều nha. Và cây nó đang trong quá trình rất là khỏe nè, từ đế cho đến cành nhánh ha. Đó, cái này 4 cây là em bao ship nha cả nhà. Rồi, quý khách thích loại nào, còn loại nào thì alo chị em ha. Rồi bên này quý khách, bên này em có một loại nữa, đó là tây thi nè. Tây thi hoa rất là đẹp luôn. Thì mẫu này em bán 125.000 cây, 4 cây em bao ship 10 tặng 1. Hàng này cũng có đôn. Và cái tây thi năm nay là được sưu tầm rất là nhiều, nó rất là đẹp nha cả nhà. Mặt hoa rất là tuyệt vời luôn. Đây em có 150 cánh luôn. 150 cánh thì loại này em bán là 70.000 một cây. Và là đặc biệt thì cả nhà mình cũng thấy em quay mặt hoa hoài luôn đó. 150 cánh, 4 cây em bao ship 10 tặng 1, cây cao khoảng 3 tấc. Rồi ngọc mai 70.000 luôn cả nhà. Ngọc mai 70.000. Hoa ngọc mai.